Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, ngày 4 tháng 8, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Greg có thông điệp gửi lực lượng tuần duyên cho hay vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 sẽ chuyển chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cuối cùng là Donald Mudno West 724 sang tình trạng hoạt động đặc biệt, tức tình trạng không hoạt động để chuẩn bị loại biên, chấm dứt 49 năm hoạt động của con tàu này. Việc chuyển đổi tình trạng này nhằm thực hiện các tiến trình loại biên con tàu, bao gồm việc tháo dỡ các thiết bị điện tử nhạy cảm và vũ khí quan trọng khác, sơn lại tàu trước khi bàn giao cho lực lượng nước ngoài. Vậy nước ngoài này là ai? Trang tin cho rằng tàu này sẽ được bàn giao cho Hải quân nước ngoài. Theo blogger Chuck Klein, chuyên về hoạt động tuần duyên của Mỹ thì cho rằng tàu Donald Mudno sẽ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam. Trước thông tin này thì có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam mua để bảo vệ ngư trường, ngư dân cũng như lãnh thổ thuộc chủ quyền biển đảo trước những hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vậy thì thực chất con tàu này có sức mạnh như thế nào? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Ngày 19 tháng 7, hình ảnh truyền thông Hoa Kỳ công bố cho thấy tàu tuần duyên USS CGC John Mickett, tàu tuần tra lớp Hamilton, được sơn mới lại hoàn toàn, đính kèm số hiệu 8021 Cảnh sát biển Việt Nam và quốc kỳ Việt Nam. Thực tế, theo ghi nhận của báo giới Mỹ, tàu USS CGC John Mickett đã treo cờ Việt Nam từ tháng 4 năm 2021, đáng chú ý với dòng chữ Cảnh sát biển Việt Nam và Việt Nam Coast Guard dọc hai bên sườn. Người ta gần như chắc chắn rằng tàu tuần tra này đang được chuẩn bị chuyển ra cho phía Việt Nam. Cùng với đó, hai bên ống khói trên tàu cũng đã chính thức được sơn quốc kỳ Việt Nam, ngôi sao vàng 5 cánh trên nền đỏ. Một số tài khoản mạng xã hội cũng đăng tải hình ảnh con tàu USS CGC John Mickett với số hiệu, phân hiệu liên quan đến Việt Nam những ngày qua. Tàu tuần duyên này được phía Mỹ tiến hành chạy thử trên vịnh Ellis. Hiện tại vẫn chưa rõ thời gian hoàn thành quá trình chạy thử để bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam. Tuy nhiên, dự kiến nếu được chuyển giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tàu sẽ neo đậu chính ở cảng Hải Phòng. Trên thực tế, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 8021 dự kiến biên chế cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. USS CGC John Mickett là chiếc cuối cùng trong loạt 12 tàu tuần tra cỡ lớn Hamilton của tuần duyên Mỹ. USS CGC John Mickett được đặt ký ngày 5 tháng 4 năm 1971 tại nhà máy đóng tàu ở New Orleans, Louisiana, sau đó được hạ thủy vào 4 tháng 9 năm 1971. Tàu tuần duyên này được biên chế đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 17 tháng 3 năm 1972 và loại biên năm 2021. USS CGC John Mickett hoạt động đa năng, được thiết kế để đáp ứng các nhiệm vụ đa dạng của lực lượng tuần duyên Cảnh sát biển ngày nay. Tàu có nhiệm vụ chính bao gồm đảm bảo an ninh hàng hải nội địa, tìm kiếm và cứu nạn, thực thi pháp luật hàng hải và hoạt động ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp của người nước ngoài, cũng như duy trì sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho các đồng minh NATO và Hải quân Hoa Kỳ. Đặc biệt, USS CGC John Mickett thường xuyên tiến hành các chuyến hành trình tuần tra ở khu vực bờ Tây gần biển Bering, vịnh Alaska và vùng biển Trung Mỹ và bảo tồn thủy sản Manson, giới hạn 200 dặm hoặc 320 km và cũng như đảm bảo chấp hành luật ngăn chặn tội phạm buôn ma túy. Như Sputnik Việt Nam đã thông tin trước đó, đây là tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 2 được chính quyền Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam sau chiếc USS CGC Deacon bàn giao năm 2017 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Các đặc tính cơ bản của tàu USS CGC John Mickett như chiều dài là 115m, rộng 13m, có lượng dạn nước là 3.050 tấn, được trang bị hai động cơ diesel và hai động cơ tuabin khí, cho phép đạt tốc độ tối đa là 54 km/h. Tàu có thể làm nhiệm vụ 45 ngày liên tục trên biển với tầm hoạt động là 20.000 km. Trước khi lực lượng tuần duyên Mỹ loại biên, tàu cũng được sơn trắng, mang số hiệu 726 và dòng chữ US Coast Guard của Hoa Kỳ. Trong quá trình hoạt động, USS CGC John Mickett trải qua đợt nâng cấp toàn diện hồi năm 1991, được nâng cấp vũ khí, bộ cảm biến bổ sung nhà chứa trực thăng, đại tu động cơ và cải thiện không gian sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Tàu có sức chứa lớn, có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ. Phần lớn radar và vũ khí của tàu đã được tháo bỏ trước khi chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.
tàu chỉ được giữ lại pháo ô tô cỡ 76mm trước mũi. Trang tin của Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, từ những năm 70 của thế kỷ 20, lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ US đã nổi tiếng khi sở hữu một đội tàu tuần duyên cỡ lớn rất hùng mạnh thuộc lớp Hamilton với tổng cộng 12 chiếc do tập đoàn New Ireland, bang Louisiana sản xuất. Chiếc tàu lớp Hamilton đầu tiên được ra mắt vào ngày 18 tháng 12 năm 1965, mang tên Alexander Hamilton theo tên của Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ. Theo thông tin, nhà máy sản xuất chia sẻ, tàu lớp Hamilton có kích thước và lượng giãn nước chẳng kém gì các tàu hộ vệ cỡ lớn với lượng giãn nước lên tới 3.250 tấn, chiều dài hơn 115 m, rộng 13 m, mớ nước là 4,6 m, biên chế 167 thủy thủ và nhân viên. Tàu tuần duyên lớp Hamilton là loại tàu có sức chống chịu sóng gió rất tốt, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Để đưa con tàu với kích thước khá lớn này vận hành dài ngày, nhà sản xuất đã trang bị cho chúng một hệ thống động cơ kết hợp gồm hai động cơ diesel Firebank Morse 38 TD8 1/8-12 và hai động cơ tuabin khí Pratt & Whitney FT4A6, giúp con tàu di chuyển đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tương đương với 46,6 km/giờ, hành trình liên tục là 14.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu, dự trữ hành trình là 45 ngày. Tàu được thiết kế với vai trò tuần tra, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, chống cướp biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hơn là chiến đấu chống hạm tàu đối phương. Cho nên hỏa lực không phải là thế mạnh của tàu lớp Hamilton. Bởi vậy, dù có lượng giãn nước lớn hơn cả tàu hộ vệ lớp G-Pad 3.9, nhưng các tàu này được trang bị hỏa lực khiêm tốn. Hamilton được trang bị hệ thống vũ khí hạng trung, chủ yếu là pháo không có tên lửa. Hệ thống vũ khí của lớp tàu này gồm pháo hạng ô tô cỡ 76,2mm, phiên bản MK45, có tốc độ bắn khoảng 85 phát trên phút, tầm bắn là 15-16 km, hệ thống phòng thủ tầm cực gần 20mm, pháo tự động M242B cỡ 25mm, súng hạng nặng M2 Boring cỡ 12,7mm và súng hạng nhẹ M240 cỡ 7,6mm. Ngoài ra, Hamilton cũng được trang bị hệ thống radar tìm kiếm trên biển và hệ thống điều khiển MK921-1 ở đuôi tàu, có sân bay nhỏ cùng hangar cho phép triển khai một trực thăng tuần tra. Mặc dù theo nguyên bản lúc đầu, lớp Hamilton được thiết kế với vai trò là tàu tuần duyên, tuy nhiên một số chiếc thuộc đội này đã được nâng cấp để trở thành tàu chiến. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã tiến hành vũ trang một tàu tuần tra lớp Hamilton chiếc USCGC-717 để nó có khả năng đảm nhiệm vai trò chống tàu mặt nước, phòng không cũng như săn ngầm nhằm hỗ trợ Hải quân Hoa Kỳ khi cần thiết. Sau khi sửa chữa, con tàu được bổ sung bệ phóng MK-141 của tên lửa hành trình chống hạm Harpoon ngay phía khẩu pháo chính, phía trước tháp chỉ huy cùng với radar trinh sát bề mặt để dẫn bắn tên lửa chống hạm. Đi kèm với đó là thiết bị định vị thủy âm cùng với 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 324mm. Hệ thống CYWS-35 cũng được bổ sung chính vào thời kỳ này. Với gói nâng cấp này, chiếc USCGC-717 đã biến thành chiến hạm với hệ thống vũ khí hạng nặng. Đôi tàu tuần duyên Hamilton Hoa Kỳ được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một trong những nhiệm vụ chính cũng là chiến công lớn nhất của đội tàu này là ngăn chặn dòng ma túy vận chuyển vào nước Mỹ. Trong thời gian triển khai từ năm 1969 đến năm 1970, Hamilton đã tham gia ngăn cản những kẻ buôn lậu vũ khí. Từ năm 1965 đến năm 1975, Hamilton phục vụ trên các trạm Đại Tây Dương, thu thập dữ liệu hải dương học có giá trị và tiến hành sứ mệnh tìm kiếm cứu nạn. Năm 1996, một biên đội tàu Hamilton gồm 3 chiếc đã tiến vào kênh đảo Panama và thực hiện một loạt các hoạt động quyết liệt nhằm ngăn chặn dòng ma túy vận chuyển vào nước Mỹ. Thủy thủ đoàn đã trực tiếp chặn đứng 14 tàu buôn lậu, chở hơn 115 tấn hàng ma túy các loại trị giá 200 triệu đô la Mỹ. Năm 1999, Hamilton tiếp tục ngăn chặn được bọn buôn lậu ma túy vận chuyển 2,7 tấn cocaine vào nước Mỹ. Tháng 3 năm 2007, Hamilton đã chặn được một tàu đánh cá treo cờ Panama chở 20 tấn cocaine trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những vụ án bắt ma túy trên biển lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, tàu Hamilton còn thường xuyên tham gia tuần tra biển, bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên biển của nước Mỹ. Theo Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên khu vực Thái Bình Dương, những con tàu lớp Hamilton đã từng có mặt ở nhiều điểm nóng trên thế giới, đặc biệt là trong chiến tranh Iraq.
Những năm gần đây, chúng hỗ trợ thực hiện khá nhiều nhiệm vụ, bao gồm ngăn chặn tệ nạn buôn bán ma túy và di cư trái phép, tiến hành hoạt động chấp pháp trên biển, tìm kiếm và cứu hộ, bảo vệ nguồn hải sản. Lịch sử hoạt động của đội tàu này cho thấy, chúng đã mang lại sức mạnh lớn cho lực lượng phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ trong việc thực hiện các sứ mệnh đa dạng và quan trọng đối với sự an toàn và thịnh vượng của nước Mỹ. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ không ngừng được tăng cường thời gian qua. Tuần duyên Mỹ năm 2017 đã bàn giao tàu tuần tra tải trọng cao USCC Mercator thuộc lớp Hamilton cho cảnh sát biển Việt Nam thông qua chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Trước khi bàn giao, Mỹ đã huấn luyện cho các sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam tại Hawaii để sử dụng con tàu. Tàu USCC Mercator sau đó được biên chế vào cảnh sát biển Việt Nam và đổi tên thành CSB-8020. Nhưng chính quyền Washington nhiều lần tuyên bố về quyết tâm đảm bảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do cởi mở, nhất là tránh các hoạt động gây hấn ở Biển Đông của Trung Quốc. Mỹ gần đây tăng cường hợp tác Việt Nam, đặc biệt là về an ninh hàng hải, với mong muốn hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra trên biển, bảo vệ chủ quyền an ninh hàng hải. Mỹ đã cung cấp nhiều phương tiện tàu bè cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Trong năm 2018-2019, Mỹ cũng đã chuyển giao tổng cộng 12 xuồng tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải. Điều này thể hiện sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước trong thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!